Bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu tốt nghiệp đại học danh tiếng Palmer West với 18 năm kinh nghiệm, chuyên trị đau nhức và chấn thương trong công việc làm, tai nạn xe cộ, tai nạn thể thao hay bị trượt té ngã. Bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu chuyên trị đau lưng, chật cổ bả vai, đau đầu gối, đau quai hàm, đau thần kinh tọa. Bác sĩ chữa cho tôi thấy nhẹ nhàng, mát tai, với ở đây phòng cũng sạch sẽ nữa, cái máy móc cũng tốt nữa. Quý vị bị tai nạn xe cộ, hãy gặp ngay bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu vì quý vị có thể bị đau nhức vài ngày sau khi bị tai nạn mà quý vị không biết. Đặc biệt, quý vị trước khi đi mổ, hãy tham khảo với bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu vì bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu có thể chữa trị cho quý vị lành bệnh mà quý vị không cần phải đi mổ. Văn phòng bác sĩ Hồ Thị Thuần Hậu có nhận Medicare và các loại bảo hiểm. Số điện thoại 408-262-5130, địa chỉ 2684 Ripley Avenue, thành phố San Jose.